Chào chú anh chị quý khán giả kênh em nha. Em sẽ quay cho em cửa cây dừa siêu cao nha chú anh chị. Cây dừa ngay trong cạnh nhà luôn nha chú anh chị. Rất là cao luôn nha. Cây dừa này cao độ rất khoảng 20 thước rồi chú anh chị. Và cái máy cưa cho em đang sử dụng là cái máy G375 nha chú anh chị. Làm sử dụng làm tinh cưa cửa tin nha. Cùng với đó là cái bộ móng mấy chân nha. Cái bộ móng này là bao chú anh chị đi mọi là cây nhà bên em có nhận làm nha chú anh chị. Chú anh chị nào cần liên hệ nha chú anh chị. Giờ tao động máy cưa cắt mấy tàu dừa cản trở trước nha chú anh chị. Bây giờ thì nó còn là cỡ 2-3 quầy rồi chú chị. Trái nó có nhiều mà tàu quá trời tàu luôn nè. Đâu có trăm tàu cho anh chứ. Cô chú anh chị nào xem video thấy không? Hãy cho em cửa thầy yêu thích kênh của em cho xin like lượt ký chứ dạ. Em hãy đồng lọc ra những video mới nha. Chúng chị cùng xem nha. Cảm ơn chú anh chị rất nhiều. Bây giờ lên tới trên đọt nhánh em chú anh chị, để em giờ mình lên cho chị cùng xem nha. Trên đọt khá là cao rồi chú anh chị. Đó cho cái dừa cao chú anh chị. Dừa này nó nằm ngay trong kẹt luôn nha chú anh chị. Đặt sau lưng là cái mái nhà rồi chú anh chị. Vừa rồi cái tàu dừa gắt xuống ngay mái nhà luôn. Quá lẹ luôn cái khán giả ơi. Ôi bắp giảng sạch bệnh là mang cái máy cưa vô này thì cuộc cũng ghê chắc hả mấy quầy dừa chứ không chứ gì à? Còn được 2 quầy à. Cắt mấy cái tàu không thấy cây dừa nó cao chứ gì trống quá trống quá à. Cái mái nhà sát bên chứ gì bây giờ để gần nhà nguy hiểm chứ chị vừa khô hay ra tàu mới khô gớt xuống dễ chút nóc nhà đó. Bây giờ đang cuộc cái ông dây giống quầy dừa đang thòng xuống nha chú anh chị, thì tôi còn 2 quầy để thòng xuống hết luôn chú anh chị. Rồi rồi còn quầy dừa nhỏ 4 trái nha. Bây giờ mang cái máy cưa vô thòng con dây xuống để thả quầy dừa xuống nha chú anh chị. Ơi gấp trái à. Dạ. Thêm quầy nữa chứ giờ
À còn phía bên đây trên một bầy nữa là cái gì? Tới ba quầy nè. Đâu, bốn quầy chứ. Bốn quầy là cái gì? Còn một quầy ngay chỗ dưới chân nữa kìa. Ôi. Vườn cá quá cho bự luôn. Rồi giờ đang cuộc mua dừa ấy, chú chị còn quầy đó nữa. Cái quầy bên kia hơi non hay gì. Thôi. Rồi, bây giờ thả tiếp cái quầy dừa xuống nữa xong rồi chú chị giờ là lên xử lý nguyên cái củ hủ với cái ngọn nó vậy chị. Xuống luôn. Hả? Sao? Đỡ rồi. Ôi, thêm quầy nữa xong đó chứ chị. Giờ hết sức bự rồi. Giờ đã bắt đầu vô chiếc một kính nha chú chị, xử lý cái dừa này nha chú chị. Mấy trái dừa thầm xuống hết rồi. Quá lẹ quý vị vậy. Kiếm được xử lý cái củ hủ nha chú chị, ngọn nha, củ hủ rất là nặng chú chị, cắt một cái là rớt nó búng ra liền. Ở dưới đó là em có lót cái tàu dừa dưới chú chị nên là thấy xuống nết của bể mấy trái nha chú chị. Yeah.
bị cái đọt này vừa sẽ cho ngã đâu rồi chú gì ở dưới này đàn chậu bông với cây mai không chú gì không biết sẽ ngã thì chúng như chỗ nào đây. Rồi xả xong hết tà bây giờ chúng về chấm không mà kìa, còn có cái đọt nặng của nó nè. Không biết cái đọt này cho anh cho tính ngã gì đâu đây. Trước đó chú thiệt, trước đó có cái lỗ chốc hay đó thôi. Từ cho mẹ nó bay tới cho mày luôn nha. Quá là ghê. Rồi. Bây giờ bắt đầu phân nóng từ xuống tới dưới nha chú về. À để nóng cái chỗ trên ngã nó lóng dài chứ để phân nóng xuống nè.
lỡ gốc rồi chú anh chị, còn con miếng đó. Còn có mấy lông gốc nè, bây giờ để nằm ngay trong cái kẹt khá khó cơ chứ gì, trong đây là có mấy nhà nữa, cái điểm trên này mấy nhà đưa ra ngoài nữa, ngoài đó là mấy cái em châu bông nữa kia không nào. Rồi bây giờ tiếng Anh hạ gốc nha chú gì. Trong cái nhà nha chú anh chị. À, video đem đây xin tạm dừng chú anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại chú anh chị clip sau. Nhấn chuông báo cho em clip mới nhất của em nha. Ai cây siêu to siêu khó nào gần nhà trong cái nhà khó cửa hạ cần hạ liên hệ cho em nha chú anh chị. Xin phần để link mô tả nha. Xin cảm ơn chú anh chị rất nhiều.